Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhận bài tiếp. Hôm bữa nay mình có hơi bận cho nên là mình không có làm được nhiều cái video nha các bạn. Hôm nay mình hình như mình chưa có đến nhận bài nào luôn. Rồi ok, úp con này xuống thì dù sao cũng không chơi là anh K3 đâu các bạn. Rồi bữa nay mình chơi bộ quan nha. À no, ok, mất con này đi không sao đâu. I set this card face down. Rồi, ok, không sao cả. Anh thoải mái. I end my turn. Úp lá này xuống thêm. Rồi, cho con này xuống. Rồi, vô. Prepare to feel the touch of cold steel as I summon my Force Raider. What? Hết hồn chưa ông anh? Không phải đợi anh ra thêm con thứ ba nữa mà nổ. End my turn. Có con này ở đây hay rồi. Bộ bài này của mình không có con. À, mình có đọc đem một trái mắt xanh ra. Mà có phải để xung quanh nó thì hơi khó nha. Rồi thôi con này cũng được. No 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 no. What? À ha. Rai Kiki. Rồi lá mê cung. Lá Namelamoy. Hè cũng đem rồi. Hồ đọc trái mắt xanh. Rồi mình úp con này xuống đá là tính. Ồ, con sâu của mình hay quá. Rồi con này cầm lên đi. Cầm lên. Úp xuống luôn. Rồi, bỏ hai con này ra rồi. Ây da. Rồi xin nhẹ quả 5 lá. What? Rồi dỡ con này lên. Quăng lá này ra để coi lá này của anh là lá gì đã. Rồi đòn là gió rồi. Rồi coi ở đây có con nào mạnh mạnh không. À có con Summon Pool này hay quá. Don't tell me you're trying to resurrect it. Em mượn con Summon School gái nha anh. Rồi nói chung là vua quỷ đặt trận á. What? Ha. Bây giờ tổng tiến công chắc cũng chưa đánh gục được ảnh ngay đâu. Hồi nãy chúng ta cũng không cần phải vội xuống nhiều quá nguy hiểm. Bắn. That's not going to work. Gì đây? I activate my trap. Ở đây mình chưa có lá nào để phá bài cả rồi cũng không sao. Bắn. Hai. Bắn. Not bad. Rồi, bắn. Cho anh thở ra khói luôn. Bắn. Not bad. Ok, cứ cao cao lại thượng thế đi. Rồi anh buộc phải bỏ một con ra thôi. Coi anh có gì nào. I switch it to defense position. Còn không nè hả. I set this card face down. Nè là hơi dở á. I end my turn. Aha. Rồi. Không cho anh tấn công được 3 lượt luôn. So, you're activating a spell card. No, 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 no. À, lật ra để cho mình biết con gì luôn. Đấy. So, you're activating a spell card. Nhắn rồi luôn. What?
500 anh em thì chúng ta để lại thôi. Rồi xong, người khổng lồ đá nè, thằng hề bóng đêm nè. I activate negate attack. Giữ thằng này lại chi vậy anh? Rồi để coi anh dở trò gì. I activate my spell card. Bây giờ mới ra đó, tại vì Raigeki. It's all over for you. À, cũng đâu sao, mình đang để lá này ở đây rồi. À giờ anh mới chung anh. Rồi ok, cũng sao anh ra được cái mắt xanh này em chạy, cảm ơn. Em biết lá đó là lá gì rồi, anh ra em sẽ không có bắn anh đâu. With this card, I will eradicate you into oblivion. I offer my monster as a tribute. Rồi. Tôi quỳ ngủ cái gì vậy? I activate Megamorph. Oh, Megamorph luôn. Oh, ghê, ghê quá, giờ bắn em quá. I end my anh turn. Anh nghĩ là mạng sống của em đang tính từng lượt đúng không? Không dễ vậy đâu anh. So, you're activating a spell card. No. Rồi, anh thấy lá bài chưa? You're activating a spell card. Mắc vậy. Quăng ra. Dở lên. Hết hồn chưa? What? Lấy được bài mới rồi nhưng mà cũng không sao các bạn. À đây. Ha. Rồi khoan úp một lá này xuống rồi. Đánh ra con Ghost Rider rồi mình lật cái này lên chơi luôn. Đánh mình ra được một cái mắt xanh mình lật con này lên rồi càng đau các bạn. À con này á. Thôi cũng được chơi đi. What? Không nên quá kén chọn. That hurt. Vô man. I set this card face down. Rồi, ok. I end my turn. Rồi, con đó cũng được. Rồi, anh em mình giờ thống nhất là không có xài bẫy nha. What? I summon my faithful servant, La Jin, the mystical genie of the lamp. Rồi, ok. Bắn đi ông anh. Rồi, để em gọi con Summon School. Cái lộn phải mình, giờ mình đâu còn cầm con nói cho bài nữa. Bây giờ mình có con gì nhỉ? À, giờ mình có mấy con mèo mèo này không à. Đọc cái mắt xanh này nó ngoài phạm vi triệu hồi của con này rồi. Lấy được con này thôi. Ồ, oh, ra được cái bình à, hay thế. What? Ồ, tuyệt vời ông mặt trời. Don't tell me you're trying to resurrect it. Rồi, mượn vua quỷ. What? So, you're activating a spell card. Anh không dở được cái tráp của anh lên là anh dở rồi anh. Em còn cái bình em để phòng nữa cơ. Rồi cảm ơn anh cho em mượn vua quỷ nha. Not bad. Rồi ok, chơi tiếp nữa nào. That hurt. Phát nữa đây.
Ngon quá. Prepare to feel the touch of cold steel as I summon my Force Raider. Ồ, quýnh phát cuối gỡ gạt ha. Rồi bắn con này, rồi ông cũng không sao. Mặc dù mình đang thắc mắc là con sâu này dùng cái rìu này bằng cách nào vậy? I end my turn. Ồ, huyết hoa cuồng phong bạo à. Bây giờ không có nhu cầu dùng. Bắn. Ồ, vừa đủ điểm cho ông dư trăm. Rồi cho anh này ném điện tên lửa thử. Chúng ta cũng lấy được những lá bài tốt các bạn, mặc dù con này mình không để cao quá lắm, con này mình không dùng. Còn con này tuy là summon mình bộ qua nhưng mà nó bèo quá, nó có 5 sao. Thật ra 5 sao 6 sao mình không quan trọng lắm, miễn là nó đừng quá 7 sao là được. Nhưng mà công ở đây có 1800 thủ 1700 phải chi, và nó thủ xuống 700 công lên 2200 thì cũng mình cũng muốn xài rồi. Công 1800 thì nó cũng chả khác gì quái thường cả. Nó mạnh ngang thần đèn thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình nha. Bye bye.